Vòng bảng của Euro 2024 đã chính thức khép lại với những diễn biến hấp dẫn ở lượt trận cuối của bảng E và F. Trong đó ở bảng E, cả Romania, Bỉ, Slovakia và Ukraine đều có được 3 điểm trước giờ bóng lăn. Slovakia là đội sớm vượt lên dẫn trước Romania nhưng sau đó cũng bị gỡ hòa ngay trong hiệp 1 khi đối phương được hưởng penalty. Ở trận đấu còn lại của bảng E, Bỉ tiếp tục gây thất vọng khi không thể ghi bàn trước Ukraine. Lukaku tiếp tục có một ngày thi đấu vô duyên khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 và một lần nữa bảng E cả 4 đội đều có cùng điểm số. Tuy nhiên niềm vui chỉ dành cho Romania, Bỉ và Slovakia khi có hiệu số bàn thắng tốt hơn. Trong khi đó Ukraine dù có 4 điểm vẫn bị loại một cách đầy cay đắng. Trong khi đó ở bảng F, Georgia đã tạo nên cơn địa chấn ngay trong lần đầu tham dự Euro 2024. Đội bóng tí hon bất ngờ quật ngã Bồ Đào Nha với tỷ số 2-0 với bàn mở tỷ số được ghi ngay từ phút thứ 2. Rõ ràng việc đã chắc chắn nhất bảng khiến tâm lý thi đấu của Bồ Đào Nha có phần bị ảnh hưởng. Bồ Đào Nha có một ngày thi đấu kém thuyết phục và cầu thủ gây thất vọng lại là Cristiano Ronaldo. Sau 3 trận vòng bảng, Ronaldo vẫn chưa có cho riêng mình một bàn thắng tại Euro 2024. Ở trận đấu còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ đứng dậy sau thất bại nặng nề trước Bồ Đào Nha để đánh bại Cộng hòa Séc với tỷ số 2-1. Trận đấu diễn ra giằng co và cực kỳ hấp dẫn. Phút 90+4 khi tỷ số đang là hòa 1-1, CS Séc đã dồn hết đội hình lên cao nhằm tìm kiếm bàn thắng. Kết quả là họ bị thủng lưới từ một pha phản công chớp nhoáng với người ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Thổ Nhĩ Kỳ là Sangosun. Như vậy bảng F không có nhiều sự thay đổi khi Bồ Đào Nha vẫn nhất bảng, Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 2, Georgia đứng thứ 3 còn CS chính thức bị loại. Lượt trận cuối đã xác định được đầy đủ các cặp trận ở vòng 1/8 Euro 2024 khi Tây Ban Nha gặp Georgia, Đức gặp Đan Mạch, Bồ Đào Nha gặp Slovenia, Pháp gặp Bỉ, Rumani gặp Hà Lan, Áo gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Anh gặp Slovakia và Thụy Sĩ gặp Ý. 4/6 đội thứ 3 giành quyền đi tiếp chính là Hà Lan, Georgia, Slovakia và Slovenia.